Đau thì nhức đau hết, nguyên cánh hai tay. Mà bị giờ nào? Chúng em bị hái là phải té 20 năm rồi. Té 20 năm. Giờ cái gót á, cái đầu gối giờ ngồi cũng không được. Hù là vô uống thuốc thôi. Để đứng lên cũng không được luôn. Em ngưng thuốc rồi nhưng mà nó cũng không thèm luôn. Em tại vô hù vô uống thuốc thôi. Rồi không, giờ cái chân em ngồi cũng không được, mà em đứng lên cũng không được. Giờ hai tay vừa dứt vừa tê vừa cứng luôn, vừa nhức vừa tê. Vừa dở lên được không? Nó đó là dạ. Bước ra thử coi. Sao ngộ vậy? Mà bị 2 năm rồi. 20 năm. 20 ở mẹ nội vậy. Tưởng thì 2 năm. Sao? Tại tôi mới lại chặt đường giải vậy đó. Nếu tay nó mẹ qua mấy con chặt nó. Rồi quê đâu Linh? Dạ bộ ở Bình Phước. Bình Phước. Cháu ngồi đấy. Thế ngồi đấy. Ngồi đây chân cũng đau, ngồi chân người theo. Chân đau. Đau quá. Đau không? Thì nó đau hết cái tay luôn. Bền ra rồi dở lên được. Đưa lại được rồi. Dở lên. Đưa lại được rồi. Rồi kia phải dở được rồi, dở lên. Bà dở gì vậy? Nhanh. Nên mềm rồi đó. Dở bắt đầu dở. Dở mềm. Đưa mạnh lên, đưa mạnh tay lên. Đau. Đến đây đâu? Đổ ghê 20 năm kêu là trường hạnh ra. Trường hạnh. Đau lắm, lâu quá bây giờ nó xương cốt hư rồi. Rồi vậy. Rồi nó dính khớp luôn. Bây giờ là như vậy á là phải thực hiện đúng. Hả? Tại đưa một quạt một mắt được rồi đó. Ôi con là sáng không nghe được. Đâu là giữa là được sao nữa. Thì là coi như là phải gì đó. Phải đặt cốt. Đặt cốt đúng rồi. Chờ lên thế. Cái quan trọng á, là bây giờ bắt đầu ngày mai là phải nhịn ăn cho tôi. Vậy tốt quá, tốt quá. Nằm trước đây. Phi ơi. Nằm xuống. Phải Phi đi em. Hả? Rồi. Đứng lên rồi phải không? Rồi đứng được thì cho nó đứng luôn để nguyên. Thì 20 năm đều thành. Tức luôn rồi. Hớp mạnh vô. Nhờ cái nhà đau thôi. Hớp vô. Vậy là không là nói tọc gì đâu, hớp không khí rồi. Hớp vô. Há ra hớp bằng miệng, lấy không khí vào bằng miệng ấy, há ra lấy vào. Hở ra bằng mũi. Rồi giờ ngồi vậy. Ngồi vậy không có được không? thì thử không, giờ ngồi dậy mình không được thì nằm luôn đó, tôi lại thì tôi ngồi đây luôn đó. Rồi ngã người từ từ qua bên một bên nào đó, nằm yên lại để ngồi đây, lên từ từ lên, nằm yên lại, thấy bệnh thấy chán rồi ha, rồi bỏ tầm ngồi lên. Điều này thì chồng cũng chê phải. Ừ, rồi bước vòng đi vòng ra đây để mà ngồi ở đây. Chứ đây thì được nhưng mà ngồi xuống không được, ngồi xuống đó không được đúng không? Không được. Rồi, từ từ. Bán người như mình phải. Đó thì con này nè. Giờ tay vuốt mặt rồi kìa. Không được. Đá vuốt được vậy quá hay rồi. Sáng giờ hôm nay chân không nói được mà. Rồi ngồi xuống. Ngồi xuống đây. Ờ thì ngồi đây. Rồi 20 năm rồi, bây giờ giơ tay lên từ từ đi, bây giờ khác rồi đó. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0937 853 823. Để có trong tay đá chườm gan Cặp Đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125 800 2299 hoặc 0937 853 823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123 218 6688 hoặc 0983 581 652.